Đây, cái loại này chả giò Sài Gòn. Cái này Kiều mua ở chợ Việt Nam nha. Chả giò Sài Gòn này nhà Kiều hay ăn lắm. Hôm nay thì là Kiều làm chiên chả giò ha. Giờ là Kiều cho vào ha. Đấy, thả nhị vào. Đây là cho chồng Kiều ăn chả giò cuốn rau chấm nước mắm. Hôm nay các bạn bây giờ là nó vàng đều hết bốn mặt hết rồi nè. Thì Kiều vớt ra ha, vớt để cho vào chung dĩa luôn. Vớt hết ra rồi cho thêm lứa mới vào đó. Cũng đơn giản, cái điều là mình phải chịu khó mình đứng mình canh tí xíu chứ không nó không có vàng đều á. Rồi xong nè các bạn ơi, xong xuôi hết rồi. Chả giò nè, sắp đều lên. Đẹp ha. Rồi. Rau, nước mắm, rau. Và một dĩa dưa hấu. Đây là sô cô la ha. Rồi ok. Mời các bạn cùng dùng chả giò cuốn rau chấm mắm với Kiều nha. Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Sofa Kiều Family USA. Rồi, xin chào các bạn. Rồi thì Kiều cũng đã xong cái món của Kiều rồi. Thì nó cũng đơn giản thôi. Hôm nay thì nấu món ăn cũng rất là đơn giản. Cái này là cái chả giò. Chả giò là chả giò gồm có thịt, có tôm. Chả giò này là Kiều mua ở chợ Việt Nam á. Thì một cuộn như hồi nãy á, là chả giò Sài Gòn ha. Kiều mua ở chợ Việt Nam thì họ làm sẵn luôn. Rồi họ để vào trong cái ngăn đông lạnh á. Rồi mình để vào trong nhà á. Mình để vào cái ngăn đông đá. Rồi mình để ra ngoài cho nó rã đông khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ. Và bỏ dầu ăn và chiên lên thôi. Chồng Kiều á thì hiện tại là đang ngủ. Bí sô phê hồi nãy chiên xong á, là bí sô phê vẫn còn thức. Xong rồi cho bí sô-phê ăn dưa hấu. Cũng đợi chồng Kiều dậy rồi ăn chung cho vui hai vợ chồng á. Mà đợi từ nãy giờ sáng á, thì cắt một lát bánh tét ăn rồi. Xong xuôi hết rồi, nấu nướng xong hết rồi. Chờ 2 tiếng đồng hồ rồi chồng Kiều chưa dậy. Bí sô-phê thì chờ lâu quá rồi ăn uống xong xuôi uống sữa đi ngủ luôn rồi. Rồi nãy giờ chờ thêm nửa tiếng đồng hồ nữa mà chồng Kiều cũng chưa dậy luôn. Mà Kiều đói bụng quá rồi, chịu hết nổi rồi. Bây giờ là hiện tại nè. Bây giờ 12:37 trưa. 12:37 trưa. Món này hồi nãy nấu xong lúc 10:00 mà giờ 2:37 trưa là đã 2 tiếng rưỡi rồi. Không biết có còn giòn hay không, nãy giờ Kiều cũng chưa ăn luôn. Chờ mà chồng Kiều nó lâu dậy quá cho nên là thôi. Cắt thêm dĩa dưa hấu. Dĩa dưa hấu nè. Dưa hấu Kiều mua có cò đẻ, dưa hấu ít hột, rất là thích luôn. Mà nó đỏ, mà ít hột nữa. Rất là thích. Xong xuôi hết mà chồng Kiều chưa dậy mà giờ Kiều đói quá. Rồi bây giờ lại mời cả nhà cùng ăn chả giò cuốn rau chấm nước mắm và dưa hấu với Kiều nha. Rồi cái chén nước mắm. Nước mắm thì Kiều không có, không biết ăn cay. Kiều bị đau dạ dày các bạn. Xưa Kiều bị đau dạ dày nặng lắm, không biết ăn cay cho nên là nước mắm Kiều làm không có ớt nhiều. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chồng Kiều anh không có thích ăn nước mắm đậm đặc. Kiều anh không có thích ăn dạng nước mắm đậm đặc. Anh thích ăn nước mắm mà nó có pha thêm một ít nước sôi cho nó loãng loãng lên. Đó, cho nên là lúc nào cũng làm nước mắm vậy thôi. Chứ hồi ở Việt Nam là Kiều làm nước mắm kêu nhiều à. Đó, thì tùy theo mỗi khẩu phần ăn thôi. Đó, rồi xong bây giờ là cuốn ăn thôi. Đói quá các bạn ơi. Rau. Cho một cuốn. Rồi cho thêm ít rau, trong này có ngò. Và rau thơm ha. Cuốn lại. Cuốn lại. Trời tôi đói, để nãy giờ 2 tiếng rưỡi để coi tôi còn giòn không nha. Để coi còn giòn không. Rồi. Đói bụng quá các bạn, thiệt sự luôn á. Còn giòn. Giòn rất là giòn á. Các bạn nghe rụm rụm á. Giòn rất là giòn các bạn. Ở đoạn đầu là Kiều chưa có quay á, tại lúc đó làm vội quá.
thì cái dầu ăn, cái chảo cho lên trên bếp lửa. Cái chảo không có nóng gì hết nha các bạn, cho thẳng dầu ăn vào luôn. Rồi sau đó Kiều cắt một miếng chanh nặng vào trong cái chảo dầu ăn đó và Kiều lấy cái đũa Kiều khuấy lên. Các bạn đừng có để chảo mà nóng, dầu mà nóng mà các bạn cho chanh vào là nó nổ banh luôn đó. Cái chảo không nóng, cho thẳng dầu ăn liền luôn. Dầu ăn cũng không nóng, chảo không nóng luôn. Đó, cho thẳng vào trong đó là một miếng chanh, khuấy đều lên luôn. Rồi bắt đầu chảo nó nóng lên tí xíu, bắt đầu mình bỏ cái chảy giò hoặc là mình bỏ cá lên mình chiên, bảo đảm nó rất là giòn. Kiều đã nấu như vậy nhiều năm nay rồi, cũng đã có chia sẻ trong nhiều cái video á. Lát nữa Kiều quên. Xong Kiều mới chụm lại, Kiều để trong tủ lạnh ngăn mát, giờ đi mẹ uống tiếp. Ăn đồ chiên á, mà mình uống với nước có gà để à, làm thêm cuốn nữa. Quá sẽ ngon các bạn. Quá ngon, quá ngon. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Cái món này làm cũng nhanh. À, còn như mà các bạn mà mua thịt về băm, tôm về băm đó, rồi cho thêm gia vị các kiểu này nọ kia vào à, băm trộn lên ướp xong xuôi hết, xong mà ngồi cuốn từng cuốn chiên lên thì nó qua nhiều công đoạn thì mình sẽ làm nó lâu. Còn cái này thì Kiều mua sẵn về, cái Kiều bỏ vô Kiều chiên lên ăn. Mà cái loại chả giò Sài Gòn này á là Kiều ăn hợp khẩu vị và Kiều thấy nó cũng ngon nha. Ở Costco thì nó cũng có một loại chả giò, nhưng mà chả giò đó là chả giò chay. Cho hơi lên hình cả gì. Cái lòng thêm á là 200 kiểu. Ai làm như thế này nè, một là mình cuốn với rau, mình chấm nước mắm, hai là mình ăn chung với bún, cắt nhỏ ra xong luộc bún lên, rồi bỏ này vô, cắt dưa leo nhỏ bỏ vô, rau lặt nhỏ bỏ vô, chan chung nước mắm ăn xong. Rất nhanh luôn. Kiều mới xin sofa xong thì Kiều cũng có muốn làm cái video này lâu lắm rồi, nhưng mà cứ muốn nói hoài luôn mà Kiều cũng quên làm biết nè. Thì hôm nay là sẵn trong cái dịp này thì Kiều cũng xin chia sẻ câu chuyện kể đi đẻ ở Mỹ. Lần đầu tiên đi đẻ ở Mỹ luôn, lần đầu tiên là sinh em bé luôn. Sofa là con so đó. Thì Kiều bầu em bé thì thường mình bầu á là tính là 9 tháng 10 ngày à, hoặc là mình tính đeo mà đi bác sĩ là 40 tuần, là lúc đó bé được 38 tuần 4 ngày à, là 38 tuần rưỡi đó. Đó thì em bé Sophia sinh ra đời thì sáng ngày hôm đó
đang ngủ. Thì mỗi buổi sáng Kiều ngủ thì Kiều hay mắc tiểu, và buổi sáng hoặc là buổi khuya hay mắc tiểu. Mà bầu bì những cái tháng cuối mà mình mắc tiểu và ban đêm rất là mệt mỏi, nó như là một sự cực hình luôn á. Những mẹ bỉm nào mà đã sinh rồi thì sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm và cũng đã trải qua giống như Kiều. Bầu bì tháng thứ 8, tháng thứ 9 bắt đầu, tháng thứ 7 là bắt đầu nặng nề đúng không? Tháng thứ 8 nó bắt đầu là nó căng cái bụng ra, nó rạn ra, bắt đầu nó ngứa. Đó, xong bắt đầu là mình khó ngủ, ban đêm mình không thể ngủ được. Có rất là nhiều mẹ bỉm sẽ ngủ ngồi luôn. Ngủ ngồi luôn á, ngồi như vậy mà ngủ luôn chứ nằm không thể nào ngủ được. Thì Kiều cũng như vậy thôi, nó rất là nặng nề, nó rất là khó chịu, nó rất là mệt mỏi trong con người. Người mình lúc nào cũng nặng, tại vì cái lúc đó là mình bầu, là cái bụng mình đã to rồi, mình đi đứng rất là mệt mỏi, di chuyển mình làm cái gì nó cũng mệt mỏi hết. Đó rồi. Thì lúc đó thì khuya bầu bì thì luôn đi tiểu đêm đó, mà mỗi lần đi tiểu đêm là ngồi dậy trên cái bụng đi vô tiểu, xong trên cái bụng đi ra, nó rất là mệt mỏi luôn á. Nói chung là khi mà bầu đến tháng thứ 8 á là Kiều mong muốn cho nó nhanh đủ 9 tháng 10 ngày để cho rồi, chứ bây giờ nó mệt quá. Đó thì cũng rất là may mắn, cũng rất là trộm vía. Nói chung là cũng cảm ơn ông trời nè. Rồi Kiều cũng luôn lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng cầu nguyện mẹ Quán Thế Âm. Đó, tại Kiều ở bên Phật mà, thế nên là Kiều cầu nguyện bên Nam Mô Di Đà Phật. Cầu nguyện Nam Mô Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, lúc nào Kiều cũng cầu nguyện để cho mình để suôn sẻ đồ này nọ nọ kia các kiểu. Tại vì bầu bì để chữa mà ở bên Mỹ á, thì không có mẹ Kiều ở bên cạnh. Đó, mà Kiều lại lần đầu tiên sinh con nữa. Đó, cho nên là lúc mà Kiều sinh em bé là lúc đó Kiều được 29 tuổi. Đó, cho nên nó cũng có rất là nhiều sự bỡ ngỡ của một người mẹ lần đầu sinh con, mà lại xa bà ngoại, không có người thân ở bên cạnh nữa. Cho nên nó rất là nhiều cái sự mà khó diễn tả nên lời lắm các bạn. Nghe là rất là nhiều thứ còn phải chuẩn bị nữa, cả về tâm lý, cả về tinh thần, về tất cả mọi phương diện. Tại vì mình sinh ra một đứa bé nó rất là cực khổ, và rất là phải hy sinh rất là nhiều đó mới sinh ra được một em bé đó, chứ không phải là cái bầu một cái đẻ một cái ra đứa em bé. Thì đó chỉ là một cái suy nghĩ nó rất là trơn tru, nhưng khi mình vào mình thực hiện, mình bầu bì 9 tháng 10 ngày, mình trải qua tháng thứ nhất đến tháng thứ 3, tháng thứ 5, thứ 6, tháng thứ 8, tháng thứ 9, thì mỗi giai đoạn nó sẽ cho mình mỗi cái sự suy nghĩ, mỗi cái sự phát triển, mỗi sự tư duy nó sẽ khác nhau, mỗi sự cảm nhận nó khác nhau. Đến khi mình đi đẻ, đến khi mình sinh em bé, đến khi mình chăm bé từng ly, từng tí, từng tháng, từng năm thì nó lại khác nhau nữa. Đó, cho nên là nó rất phân phân, kiểu rất là hồi hộp, rất là lo lắng luôn. Ngày nào cũng lo lắng, ngày nào cũng hồi hộp, không biết đi sinh thương như thế nào, không biết là cái lúc chồng mình đang đi chợ hay đang đi đâu đó mà mình ở nhà mình chuyển dạ thì sẽ ra sao, rồi mình chuyển dạ mình có đẻ nhanh hay không, hay rồi mình cũng suy nghĩ không biết là cái lúc mình chuyển dạ là cái lúc mình đang ở nhà, hay mình đang đi dạo, hay mình đang nấu ăn, hay mình đang đi ngoài đường hay như thế nào. Đó, rồi mình không biết là mình sinh nó đẻ đến đâu như thế nào. Có nhiều người nói là đẻ nó cực kỳ đau đớn, cái cơn đau của nó tương tự giống như mình đang gãy 8-9 cái xương sườn gì đó. Đó, suy nghĩ rất là nhiều, những cái sự lo lắng, những cái sự hồi hộp, rồi không biết sinh con ra rồi trong cái tháng đầu tiên sẽ như thế nào, đau đớn như thế nào, chăm con như thế nào, các thứ nó rất là stress, nó làm cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Nói chung là rất là mệt mỏi, rất là nhiều cái sự mình phải suy nghĩ, rất là đáng đo. Tại vì có những người mà có bà ngoại ở bên cạnh thì sẽ đỡ hơn, bà ngoại sẽ hướng dẫn mình từng ly từng tí, rồi an ủi, rồi động viên các kiểu này kia nữa. Đó, còn Kiều thì phải một mình, phải chiến đấu với tất cả hàng trăm cái sự suy nghĩ đó, tất cả những cái sự lo lắng mình sắp sinh nữa, nên là nó rất là nhiều luôn. Và đến khi mà Kiều bầu tuần 37 là bắt đầu Kiều mừng rồi, tại vì em bé Kiều được 37 tuổi là đã phát triển một cách hoàn hảo rồi. Thì bây giờ là mình chỉ còn đợi đến ngày sinh thôi, tại vì sinh trước 37 tuần gọi là sinh non.
Đó thì xong cái đến tuần 38 thì Kiều nghĩ là 40 tuần sẽ sinh. Thường thường đó là sinh con son nó sẽ không đúng ngày, còn sinh con thứ thì sẽ đúng ngày, nó cái phần trăm nó đúng ngày nó nhiều hơn hoặc là nhiều khi nó lệch nữa, nhưng mà 100% khi mà mình sinh con so thì rất ít những người mẹ nào mà sinh đúng ngày lắm, đa số là sinh sinh lệch ngày đó. Thì Kiều cũng nghĩ như vậy luôn, thì Kiều cũng biết như vậy, nhưng mà mình Kiều nghĩ chắc cũng cỡ tuần 39 hoặc là hơn 39 tuần mới sinh đó. Đến 37 tuần xong mừng, đi khám bác sĩ lần cuối thì bác sĩ nói lúc này nó được 2 phân rồi, 2 phân rồi. Thì lúc đó là đi khám là mình nhớ, sau một lát về cái mình quên luôn, Kiều quên luôn là Kiều đã hở được 2 phân. Khi mà Kiều đi khám thai tuần thứ 37 là bác sĩ kêu là bây giờ em bé nó đã quay cái đầu xuống phía dưới rồi. Tại Kiều vui, Kiều mừng, Kiều nghĩ chắc phải hơn 3 tuần, phải hơn 39 tuần, gần 40 tuần mới sinh. Nó cái về 38 tuần cái cũng bình thường, bình thường, bình thường thôi. Cái mình từ 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 mình thả lỏng cái đầu óc của mình để cho mình thoải mái, mình không bị stress, bị áp lực nhiều. Đó, cứ bình 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 rồi xong vào đúng 38 tuần 4 ngày. Vào lúc 8 giờ sáng Kiều nhớ luôn, lúc mà Kiều ngủ dậy á là Kiều đang nằm ngủ, xong tự nhiên cái bụng nó cái bụng của mình nó làm mà những buổi tối trước khi mình đi ngủ là em bé đạp bùm 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 bùm, không thể nào ngủ được những cái tháng cuối cùng. Và mỗi tối tối nào Kiều cũng vậy luôn, rất là khó ngủ, mỗi lần trở mình qua trở mình lại nó rất là nặng nọc nhọc, rất là khó chịu luôn á, thật sự khó ngủ, khó đi vào giấc ngủ lắm. Em bé đạp bùm 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 rồi xong. Sáng hôm đó 8 giờ sáng Kiều cảm thấy hơi khó chịu tí xíu và cảm thấy mắc tiểu đó, thì Kiều cũng 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 đang còn buồn ngủ tại vì cả đêm không ngủ được, thì Kiều cũng cố gắng dậy để mình đi đi tiểu chứ không nằm một lát nó cũng mắc tiểu à, trước sau cũng vậy thôi, dậy đi tiểu cho rồi. Thì Kiều cũng đi đi tiểu đó, đi tăng 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 vô trong nhà vệ sinh đêm mình đi tiểu, xong bắt đầu là Kiều thấy nó ra một chút xíu màu hồng hồng, tại vì bác sĩ nói khi mà nó ra một chút xíu nhầy màu hồng hồng hoặc là nó ra màu đỏ có nghĩa là mình đang chuyển dạ đó, là bác sĩ dặn dặn mình đó. Thì Kiều về Kiều cũng thấy nó ra một chút xíu màu hồng nhầy 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 nhầy, nó đau phía sau lưng nè đó. Sau khi mà tiểu xong rồi bắt đầu Kiều thấy nó tức ở phía sau lưng đó, nhưng mà nó tức nhẹ cách 15 phút 20 phút là nó nhói lên một lần, mà cái sự nhói đó của nó là Kiều có thể chịu đựng được, thì Kiều mới thấy nó ra chất nhầy màu hồng rồi. Xong Kiều mới nghĩ là hồi bữa đi là bác sĩ dặn nó ra chút nhầy màu hồng, nó ra chút máu là phải đi đến bệnh viện liền luôn. Thì Kiều nghĩ Kiều đếm 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 hôm nay mình được 38 tuần 4 ngày rồi đúng không, rồi xong Kiều mới suy nghĩ vậy. Cái Kiều đi vô, vừa đi tiểu xong Kiều đi vô Kiều nói chứ anh ơi chắc em đi đẻ. Chồng Kiều lúc đó anh còn đang ngủ thì em nói với anh ơi chắc giờ em đi đẻ, nó xem biết bữa bác sĩ dặn nếu mà đi vệ sinh á, đi tiểu mà mình ra cái nhầy nhầy màu hồng hồng á, có chút xíu đỏ trong nó nghĩa là mình đang chuyển dạ, như là mình thấy mình đau tức lưng từng cơn từng cơn từng cơn nghĩa là mình đang chuyển dạ. Xong cái tự nhiên linh tính mách bảo là chắc phải nhập viện, phải nhập viện. Xong cái Kiều mới nói với chồng Kiều thôi bây giờ anh xuống anh nấu cho em miếng cháo bằm thịt bò cho em ăn miếng đi, rồi cái gì sẵn là đem cháo bằm thịt bò đi vô bệnh viện cho em ăn luôn đi, chứ em nghĩ chắc em sắp đẻ sắp sinh đó. Tự nhiên thấy chỗ này nó nhói 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 nhức 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 cứ 15-20 phút lần lần á. Xong cái chồng Kiều đang ngủ gì đẻ không, cái xong anh cũng đi ra anh cũng nấu cháo, xong anh nấu thịt bò anh bằm anh cũng làm y như Kiều nói, xong cho thêm chút hành ở trong này, đi vào nhà tắm liền luôn, súc miệng đánh răng rửa mặt rất là sạch sẽ nha. Lúc đó là Kiều đang đau 15 đến 20 phút là một cơn, nhưng mà cơn đau đó Kiều cảm thấy là Kiều chịu đựng được. Xong súc miệng rửa mặt xong xuôi hết rồi mình nghĩ trời ơi, giờ mình mà đẻ là mình cũng phải cả tháng mình mới gội đầu lại, tại vì người Việt Nam của mình là nó họ kỹ phải cả tháng mới được gội đầu, rồi phải tắm rửa phải kiêng cữ để cho sức khỏe mình nó tốt. Còn những người mà ở bên Mỹ đây nè, khi mà họ đẻ xong được vài tiếng đồng hồ là bác sĩ cho vào nhà tắm tắm luôn, tắm gội luôn, mỗi ngày tắm gội các kiểu này kia luôn. Nhưng Kiều á
thì Kiều sức khỏe không có được tốt mà Kiều lại ốm yếu, mà Kiều ở bên Việt Nam cũng lâu năm, cũng mới qua Mỹ xong mình bầu bì mình đẻ nữa, xong cái thôi có kiêng có cử thì cho nó lành tí xíu cũng được không sao. Xong rồi cái Kiều nghĩ như vậy, cái Kiều đi vô Kiều gội đầu, tắm rửa gội đầu. Thì khi mà Kiều đi vô tắm rửa gội đầu thì 15 phút một lần nó nhói lên, thì bây giờ nó tụt xuống còn 10 phút một lần nó nhói lên. Thì cảm giác cái lúc mà Kiều chịu đựng được lúc 15 phút, mà lúc mà Kiều xuống miệng rửa mặt xong á là còn Kiều chịu đựng được. Xong bắt đầu Kiều vô, Kiều gội đầu. Kiều gội đầu với tư thế là Kiều đứng để cái đầu như này, xong có cái vòi sen nó xịt xuống khi Kiều gội đầu, thì xong cái bắt đầu tự nhiên bắt đầu cái cơn đau đó nó vượt nhanh hơn tí xíu các bạn, 10 phút 8 phút 9 phút là nó đau lên. Xong rồi cái mà mình cũng không biết luôn nha, mình cũng không biết là nó chuẩn bị nó đẻ luôn, hoặc là nó đang mở phân bự để chuẩn bị nó đẻ, hoặc cũng Kiều cũng không biết luôn. Kiều cũng vẫn đứng đó luôn, cái gội đầu sạch sẽ nó thôi, gội đầu cho nó sạch sẽ, vô bệnh viện đi đẻ cho nó sạch sẽ, cho nó thơm tho, sẵn đi đẻ về có một tháng có gội đầu lại cũng được không sao, chứ giờ mà không gọi là không thể nào, xong vô tắm rửa, gội đầu xong xuôi hết cái đi ra ngồi sấy tóc vừa cầm máy sấy sấy tóc cho nó khô. Xong xuôi hết rồi là hiện tại lúc đó là đã 10 giờ kém ra, Kiều cầm điện thoại Kiều nhắn tin khi những cái người vì khi mà Kiều bầu bì á, Kiều lướt trên Facebook, Kiều coi những đứa bạn của Kiều á, nó cũng đang bầu giống như Kiều luôn, và Kiều xem thử là nó bầu được bao nhiêu tháng, bao nhiêu tuần rồi, có xem giống như Kiều hay không. Thì cũng có một người bạn ở bên Việt Nam, biết là giữa tháng 6 thì họ đẻ trước Kiều 10 ngày. Đúng rồi, họ đẻ trước Kiều 10 ngày. Xong Kiều mới nhắn tin, Kiều hỏi, ủa em hồi bữa em đi sinh trước chị cách đây mấy ngày nhỉ, em có những hiện tượng gì hay như thế nào Xong nhắn tin cho bà chị bạn ở bên Cali, cái chị đó Kiều cũng hơi thân nha, chị đó cũng sinh em bé ở bên Mỹ hai đứa rồi. Chị ơi, em hiện tại em đang đau nhói sống lưng nè đó, cứ hồi nãy là 15 phút lần, 10 phút lần, mà giờ hình như còn có 7-8 phút. Sau khi mà tắm xong xuôi thay đồ hết rồi thì cái cơn đau đó khoảng tầm 7-8 phút là nó nhói lên một lần hả các bạn. Nó rất là đau nhưng mà cầm điện thoại, ngồi nhắn tin, thôi em đi bác sĩ đi, thì lúc đó chồng Kiều cũng múc cho Kiều một tô cháo ra, Kiều thổi cháo ăn, mà ăn cháo á, chồng Kiều nấu lỏng, sợ lỏng luôn, anh nấu lỏng lắm, nấu lỏng lắm mà cho thêm thịt bò lọt đọt húp xong miếng cháo, là bắt đầu cái cơn đau của Kiều nó còn rút lại là 5 phút một lần, đó, xong bắt đầu Kiều thấy đau khó chịu, bắt đầu cắn răng. Bắt đầu chuyển sang tư thế cắn răng, lúc đầu là còn lì chút xíu nha, còn 15 phút một lần là còn lì chút xíu, xong vô tắm gội là bắt đầu khó chịu, đau là hơi cắn răng tí xíu á, cắn răng này nó đau các bạn, hơi cắn răng tí xíu. Rồi một lát ăn xong tô cháo là bắt đầu nó đau, là bắt đầu khó chịu rồi nha. Cái sắc mặt không còn tư rối, đầu óc không còn minh mẫn nữa, kiểu như là hồi nãy mình hỏi người bạn mình này kia, mình nhớ, bắt đầu giờ chuyển sang tư thế là nó đau lên, cái cơn đau nó bắt đầu cứ 5 phút một lần rồi. Xong Kiều mới nói anh đi vô nhà, anh lấy đồ ra cho em để bỏ lên xe đi vô bệnh viện. Thì thường thường đi đẻ ở bên Việt Nam á thì mọi người sẽ đem theo rất là nhiều đồ, ví dụ đồ cho em bé mặc nè, đồ cho mẹ mặc nè, rồi còn phải đem theo là cái bình thủy, đem theo sữa, đem theo tẻ này kia các kiểu, sách bao túi để đi vào. Còn ở bên Mỹ á thì trước khi Kiều đẻ Kiều cũng đã biết rồi, trước khi mà Kiều đẻ thì Kiều cũng đã hỏi thăm những người bạn của Kiều ở đẻ bên Mỹ, thì họ kêu là ở trong bệnh viện nó sẽ có hết tất cả mọi thứ luôn, và Kiều không cần phải đem theo thứ gì hết, chỉ cần đi vô đẻ luôn. Còn những cái đồ em bí mật là bệnh viện sẽ cho, sữa, tẻ, áo, quần, tất tay, tất chân, rồi mũ nón là bệnh viện cho hết, khăn đồ này kia các kiểu là bệnh viện cho hết. Rồi mẹ đến mẹ mà mặc đồ ở trong bệnh viện á là cũng có đồ trong đó luôn. Nhưng mẹ Kiều, tâm lý của Kiều á là tâm lý Kiều luôn luôn là lo xa. Kiều nghĩ là thà mình dư thì mình xách về được, còn hơn là mình thiếu ở trong đó, đâu có cái ở đâu đâu mà mua. Với lại lúc mà Kiều sinh em bé á, là trong cái thời điểm đó là dịch bùng nổ. Lúc mà dịch á là hồi tháng 3, tháng 4 năm 2020 là Mỹ đứng top 1 trên thế giới luôn. Và Kiều đẻ là tháng 6 năm 2020 thì lúc đó tình hình dịch bệnh ở Mỹ rất là căng thẳng luôn, cực kỳ căng thẳng. Trời, tự nhiên nó ngứa mũi ông.
rất là căng thẳng, cực kỳ căng thẳng luôn. Cho nên là cứ đem đồ vô dư thì mình đem về đó. Cho nên đồ của Kiều Kiều cũng đem vào, đồ của bé Kiều cũng đem vào rồi. Kiều cũng có tìm hiểu khi mình đi đẻ mình phải mang cái gì, mang theo cái lược, theo cái son, hay là chải tóc, chải đồ, đầy đủ các kiểu luôn nha. Đem đồ cho bé là full hết, đầy đủ hết, đem sữa tắm cho baby, rồi đem tóc tay, rồi đem tóc chân, rồi đem mũ, đem đồ mặt nhỏ, đồ mặt dài các kiểu này kia cho em bé, rồi đem khăn này khăn nọ khăn kia. Rồi mẹ cũng đem theo đồ đi đĩa, đồ nằm đĩa, đồ mặc đi về, rồi thêm cái son môi cho nó tự tin, cái bà đĩa mới về mình chụp tấm hình lưu niệm đó, rồi đem theo cái lược, rồi đem theo sữa tắm, rồi đem theo dầu gội cho bà đĩa. Đó là Kiều làm hai, một cái vali một cái giỏ sách dễ sợ, mặc dù Kiều biết là Mỹ nó có hết đầy đủ các thứ khi mà bà mẹ đi đĩa, nhưng mà Kiều muốn đem theo. Đó là tùy theo sự lựa chọn nha, các bạn muốn đem theo cũng được, hoặc là các bạn không đem theo, các bạn vào trong đó các bạn sử dụng đồ ở bệnh viện mà bác sĩ đưa cho bà mẹ và em bé cũng được. Đó tùy theo mỗi người, nhưng mà Kiều thì Kiều tâm lý Kiều lo xa thì Kiều đem theo như vậy thôi. Đó, đem một cái vali, đem theo một cái túi nữa, đem vô mà rốt cuộc không có xài, đem về lại như là bé cho bé mặc được một bộ đồ đầu tiên, cho bé mặc một bộ đồ với đeo cái găng tay tắt chân với đội thêm mũ cho bé thôi. Đó, Kiều thì lấy thêm cái bộ đồ mặc về thôi, còn lại là không đụng gì hết trơn hết trọi luôn. Rồi xong xuôi hết, Kiều hơi anh sách đem. Trước khi mà Kiều đi đĩa là Kiều đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Khi mà đi đĩa thì chỉ còn xách cái vali, xách cái giỏ xách đem đi, không còn phải sửa soạn lóc đật lưu đủ gì hết trơn hết trọi. Đó thì chồng Kiều cũng xách đem đi, rồi bắt đầu Kiều xuống với xe, bắt đầu sắc mặt thay đổi, tâm trí không còn được minh mẫn như trước nữa, bắt đầu cảm thấy đau mà mình không suy nghĩ được gì nhiều, và mình cảm thấy là mình lo lắng một cách cao độ, một cách cực độ luôn. Kiều mỗi lần Kiều lo lắng là Kiều sẽ im, không nói một tiếng nào. Mỗi lần Kiều này như vậy, khi mà Kiều lo lắng mà đến mức đỉnh điểm là Kiều sẽ không nói một tiếng nào hết. Rồi bắt đầu Kiều đi lên trên xe. Thì từ nhà của Kiều cho tới đến chỗ bệnh viện đó là 45 phút nếu mà nó có chạy hai con đường. Một là con đường trả tiền và một là con đường không trả tiền. Con đường trả tiền là mình chạy trên freeway, và con đường mà không trả tiền là mình chạy đường dưới. Thì hôm đó là trúng vào chủ nhật. Hôm đó chúng vào chủ nhật rất là may mắn nha. Lúc mà Kiều nhập viện á, là lúc đó là 11 giờ ha. 11 giờ chồng Kiều không. Cái lúc mà Kiều ra ăn ngồi ăn tô chéo, lúc mà Kiều ra ngồi ăn tô chéo là 10 giờ. Hả, ngồi ăn tô chéo 15-20 phút là chồng Kiều chở đi luôn á. Là 10 giờ 15-20 là chồng Kiều anh chở anh đi luôn. Lên trên xe là bắt đầu không còn suy nghĩ gì hết trơn trọi, lên trên xe ngồi. Thì chồng Kiều anh mới hỏi là đau nhiều không? Đau nhiều hay đau ít? Xong rồi Kiều mới kêu chứ em chịu được nhưng mà đau á, không có ngồi thẳng gì. Cơn đau bắt đầu cứ 3 phút một lần nhói, có nghĩa là nó tuột xuống. Cái sự đau đó cứ 3 phút một lần nó nhói lên, xong rồi nó để gì, xong rồi nó nhói lên, xong rồi nó để gì mà nó ngồi cắn răng lại. Gương mặt bắt đầu căng thẳng. Mà một Kiều mà căng thẳng lo lắng là Kiều không nói tiếng nào hết. Xong rồi chồng Kiều anh kêu là thôi mà bữa nay em thỉ chúng vào chủ nhật, em đi bệnh viện chúng vào chủ nhật. Tại vì chúng vào những ngày thường là dân văn phòng office kia giấc, mà 10 giờ 11 giờ là bắt đầu ở ngoài là bắt đầu nó đông, đông xe đồ này kia nọ. Còn chủ nhật là những cái giới văn phòng office là họ sẽ nghỉ, cho nên là cái giờ đó nó cũng không phải là giờ cao điểm, nó cũng không có bị kẹt xe nhiều. Thì chồng Kiều anh hỏi bây giờ đi đường đi bây giờ, chồng Kiều anh hỏi là bây giờ em đau nhiều hay đau ít để anh biết ngõ anh chạy nhanh. Đó, anh nói vậy thì Kiều sợ khi anh chạy nhanh thì anh sẽ thắng nhanh, mà Kiều đang đau đỉa nữa, mà sợ anh thắng nhanh thì mất công là sẽ có ABCD này nọ, nên Kiều sợ Kiều không chịu nổi nữa, tại vì nó đau mà mình đơ cái mặt luôn. Nhưng mà Kiều vẫn nói léo là em chịu được, cứ lái xe bình thường, cứ lái xe bình tĩnh. Rồi chồng Kiều cũng không biết gì, ông lấy cái tơ. Gần một tiếng đồng hồ mới tới bệnh viện. Lúc mà tới bệnh viện á, là Kiều bước vào cái bệnh viện, Kiều dòm cái đồng hồ nhớ in 11 giờ 15 phút
11 giờ 15 phút, đứng hỏi bác sĩ đồ này nọ hết 5 phút đồng hồ. Họ làm rất là nhanh. Tại vì trước khi đi đĩ là Kiều đã có đăng ký, Kiều đã có đăng ký đĩ ở tại bệnh viện đó rồi, và đã thông báo với họ về lịch trình của mình là mình đang bầu bao nhiêu tuần, dự sinh vào ngày nào, là họ đã có thông tin của Kiều hết rồi. Là trước khi đi đẻ là Kiều đã đến đó, Kiều đăng ký hết rồi. Thì tùy nha, có thể là các bạn tới ngày các bạn đâu đẻ thì các bạn vô nhập viện các bạn đẻ luôn, khỏi cần đăng ký, khỏi cần báo trước với họ cũng được. Nhưng mà các bạn sẽ làm nhiều cái thủ tục hơn tí xíu. Rồi hoặc là các bạn phải cái thứ hai nữa là mình để cho nó gọn gàng, cho nó ngon trơn tru hơn, thì mình thông báo với bệnh viện, mình chọn bệnh viện mình đi đẻ, mình chọn bác sĩ mình đi đẻ, và mình thông báo trước với họ và mình làm các cái thủ tục trước với họ, để khi mình đến ngày mà mình đẻ thì mình đến mình báo với họ là ok xong xuôi hết là mình đi vào mình đẻ luôn đó. Thì khi chồng Kiều đến nói với họ khoảng tầm 5 phút, vô nói với họ khoảng tầm 2-3 phút thôi là họ để gọi một cái anh trợ tá, anh nó đi ra anh đầm cầm một cái xe đẩy nó, xong lúc đó Kiều đau quá, xong rồi anh trợ tá đó anh mới dìu Kiều lên chiếc xe đó, xong rồi anh kéo, tại vì cái bệnh viện đó là Kiều đẻ ở bệnh viện là Memorial, đó là nằm ở Houston, Texas nè. Bệnh viện nó rất là to, rất là bự luôn. Nó rồi ngồi lên chiếc xe anh kéo nãy vô nó, xong xuôi hết rồi bắt đầu 2 phút một cơn đau, cơn đau dồn dập, nó không cho mình thở luôn, mình chịu không nổi. Xong cái lúc đó là Kiều vô, Kiều nằm, Kiều nhập viện, là bác sĩ xong vô luôn, là bác sĩ bắt đầu mới khám thì bác sĩ mới nói em ơi em đang hở được 7 phân rồi, té quả luôn. Tại thì Kiều có tìm hiểu trước đó là hở 10 phân là mình để em bí, mà bây giờ là Kiều hở đến 7 phân rồi. Bác sĩ kêu là em chuyển dạ lúc nào, thì Kiều mới nói là hồi nãy 8 giờ sáng là bắt đầu em thấy khó chịu, là bắt đầu em xin chuyển viện, lại bắt đầu em đi vào luôn á. Xong bác sĩ kêu em đã hở 7 phân rồi em ơi. Xong rồi cái cô bác sĩ đó vào khám Kiều xong, cô hốt hoảng, cô không có nói gì hết trơn hết trội á. Cô khám xong là cô đứng dậy, cô bỏ cô đi luôn. Tại vì á, Kiều thì không có giỏi tiếng Anh, không có rành tiếng Anh, mà cái ngày chủ nhật đó của Kiều nhập viện một cách bất ngờ. Và bất ngờ trộm vía là Kiều cũng hở 7 phân nhanh. Kiều là người Việt Nam, cho nên là Kiều chọn cái bác sĩ mà đỡ đẻ cho Kiều là người Việt Nam. Và cái bác sĩ đó cũng là người mà theo dõi thai nhi của Kiều từ cái lúc mà Kiều bầu cho đến cái lúc mà Kiều sắp sinh. Đó là Kiều chọn cái bác sĩ đó. Nhưng mà bác sĩ đó họ chỉ làm việc từ thứ 2 cho đến thứ 6 thôi, thứ 7 về chủ nhật thì cái bác sĩ đó không có làm. Đó, thì cái lúc đó Kiều nhập viện rất là bất ngờ, và lúc đó Kiều ủng hộ 7 phân luôn. Có nghĩa là cái sự mà chuẩn bị chuyển dạ của Kiều sắp sinh nó rất là nhanh. Đó, nó rất là nhanh và nó rất là gần. Cho nên là cái bác sĩ đó không kịp để mà gọi điện thoại cho cái người bác sĩ kia. Tại vì cái người bác sĩ kia là họ làm việc theo văn phòng. Đó, Kiều khám em bé là theo văn phòng. Rồi có cái bác sĩ đó, khi họ liên lạc với cái bác sĩ mà Kiều đã đặt hẹn á, là họ phải gọi phone vào cái văn phòng đó thì mới gặp được cái bác sĩ đó, chứ họ không có số điện thoại riêng của bác sĩ đó. Đó, thì họ mới gọi đến văn phòng. Thì cái văn phòng chủ nhật họ nghỉ, cho nên họ không liên lạc được với bác sĩ mà Kiều đã đặt hẹn trước đó. Đó, cho nên họ không liên lạc được, cho nên là khi mà Kiều vào nó hở, nên là tất cả các bác sĩ rất là nhanh chóng luôn. Họ xong cái khám xong cái Kiều nằm trong một cái phòng có một mình Kiều nó vô khám xong họ 7 phân. Bác sĩ đó nói tiếng Anh tiếng Nội là Kiều không có giỏi, cũng không có rành luôn. Xong cái đi ra Kiều nói là Kiều còn một người thông dịch viên tiếng Việt cho Kiều. Thì cái bác sĩ đó đi ra, xong cái lát sau khoảng tầm mấy phút, nhanh cũng nhanh lắm các bạn, ập vô nói với Kiều là bây giờ Kiều đang chuẩn bị sinh rồi, họ bắt đầu sẽ làm các thủ tục để sinh các kiểu này kia. Rồi lúc đó là tìm cái người mà dịch tiếng Việt ra cho Kiều cũng không có luôn, tại vì Kiều nhập viện nó bất ngờ và Kiều chuyển dạ và sắp sinh nó cũng bất ngờ, nhanh gọn lẹ, cho nên họ không có kịp chuẩn bị, cho nên là họ không có tìm được cái người mà dịch
tiếng Việt cho Kiều, cho nên là họ bắt đầu họ mới đưa cho một người, một thông dịch viên đến, nhưng mà thông dịch viên đó là thông dịch viên online, là trên cái một cái màn hình máy tính. Đó thì Kiều đến, Kiều vẫn nhớ như in luôn, tại vì cái ngày đó là ngày lần đầu tiên mình sinh đẻ và cũng là cái ngày mình gặp đứa con gái bí bỏng của mình nữa, cho nên là nó nhớ trong đầu, nó nhớ từ đó tới bây giờ luôn. Khắc sâu, nhớ miết nhớ hoài, ngứa cái mũi miết bực mình đó, nó nhớ hoài luôn. Thì Kiều nhớ như in, khi mà họ nói xong rồi là có năm bác sĩ và y tá ập vào vô trong phòng Kiều luôn, và bên cạnh đó là có thêm hai người nhân viên nữa. Một người nhân viên là đứng bên cạnh Kiều để mà lấy máu truyền dịch đó, rồi một người nhân viên thì đứng ở bên này là làm các cái giấy tờ, các cái thủ tục để mà Kiều nhập viện đó. Rồi chồng Kiều thì đứng bên đây, còn ba vị bác sĩ và y tá khác thì đứng ở bên ngoài chuẩn bị các khâu để chuẩn bị cho Kiều đẻ đó. Thì trước đó là Kiều có đăng ký đẻ thường nha các bạn. Ở Mỹ thì họ sẽ khuyến khích đẻ thường hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trước khi mình đi sinh á thì mình có thể đăng ký, một là ta đăng ký đẻ thường hoặc là mình đăng ký đẻ mổ, thì Kiều đăng ký đẻ thường ha. Thì đó thì bác sĩ sẽ làm các thủ tục cho mình, nó hỏi rất là nhiều luôn, đang lên cơn đau mà hỏi thí gì mà hỏi, hỏi quá trời hỏi luôn, mà phải cắn răng nhíu mày mà hỏi, hỏi tùm lum tè le, hỏi gì mà hỏi dễ sợ hỏi luôn, mà mình phải cố gắng mình nhớ hỏi bữa nay bầu đẻ bầu bao nhiêu tuần rồi, xong hỏi là đẻ thường hay đẻ mổ, xong trong quá trình mà mày đang đẻ mà mày không thể đẻ một đẻ thường được thì chúng ta sẽ tiến hành mổ, mày có đồng ý hay không, rồi mày có đồng ý để con trên ngực của mày da chạm da hai mẹ con sau khi mày đẻ hay không, rồi mày có đồng ý là ABCD này nọ các kiểu. Nó làm rất là nhiều thủ tục, cái thủ tục đó của nó đứng nó hỏi chắc Kiều nghĩ chắc cũng cũng 20 phút á, 20 phút, hỏi nhiều, hỏi xong đồng ý cái đánh dấu, hỏi xong đồng ý, nó sẽ hỏi mình chứ nó không có hỏi người chồng. Tại vì Kiều là người đi đẻ thì cái người đó họ chỉ hỏi Kiều thôi, họ không có hỏi người chồng hết trơn các kiểu, nên chồng Kiều chỉ đứng đó thôi, không làm gì được gì hết. Mà người đó cứ hỏi Kiều, Kiều phải nhớ là đang đau đang ráng gồng, mà nó không biết nè, nó hỏi rất là nhanh và Kiều cũng trả lời cũng rất là nhanh luôn. Kiều mà Kiều la đang đang lo lắng như vậy nha, mà hỏi cái đầu Kiều rất là minh mẫn luôn á, hỏi cái gì là nói cái đó, mặc dù mình đang đau đang căng thẳng, cái mặt của Kiều không nở một nụ cười luôn, không có thêm một cái la hét sùm gì hết trơn hết trọi luôn. Đó là Kiều nói thiệt, hỏi các kiểu này kia xong là bây giờ là tao sẽ tiến hành test kiểm tra mày, xem thử mày có bị covid hay không này nọ nọ kia. Mà trong quá trình mà nói chuyện á nha, là Kiều đeo cái mask khẩu trang, khi mà vào bệnh viện, bước vào bệnh viện đặt cái chân xuống xe là Kiều đã đeo một cái khẩu trang rồi. Đó là nó bắt buộc nha, tại vì cái thời điểm đó là tháng 6 2020, Mỹ đứng thứ nhất bùng dịch nặng trên thế giới. Đó là Kiều đi một cái mask khẩu trang khi đi vào trong đĩa, đang đau từng cơn từng cơn từng cơn, và phải nói chuyện với cái người bác sĩ đó là người Mỹ trắng, và bên cạnh là có một cái chiếc máy tính, có một người thông dịch viên online, chứ không có người thông dịch viên bình thường đứng mặt đối mặt với mình, tại vì bữa đó thiếu, tại vì Kiều nhập bất ngờ quá cho nên là họ không có đủ người các bạn đó, cho nên bởi vì nó có nhiều cái sự bất ngờ đó, một tay thì phải nghe thông dịch viên nói cái gì, một tay thì phải coi cái người bác sĩ đó họ đang nói cái gì, họ đang chỉ cái gì đó, trả lời xong ok, xong vô cái họ tháo mũi ra, họ để mặt lên chọt vô phát rút ra, xong nó ra nó xét nghiệm đó, một người ra xét nghiệm xong xuôi hết là sẽ là có một cái anh bác sĩ ảnh đi vào đó, xong cũng có cái người dịch viên đó đứng túc trực bên cạnh của Kiều mấy tiếng đồng hồ luôn, là trên online nha các bạn, trên online luôn. Thì cái anh bác sĩ nói kêu là bây giờ tao sẽ tiến hành tim tim tê thủy sống lưng cho mày. Cái đó là trước khi đi đẻ là Kiều đã có đăng ký rồi, và khi có cái y tá đó vào hỏi check lại một lần nữa, cũng hỏi lại thì Kiều cũng có đồng ý luôn, xong rồi họ mới cho cái anh đó vào, xong cái Kiều 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 nằm nằm nghiêng qua, xong anh bắt đầu tiến hành tiết chim ti tim tiêm thuốc tê vào tủy sống lưng cho Kiều. Mà cái
cái này tim á là cái nó có một cái ống nhỏ xíu nhỏ siêu à, đút thẳng vô trong cái sống lưng của Kiều, đút sẵn vô trong sống lưng của Kiều luôn. Đó, anh tiêm cho Kiều rồi thì Kiều còn không còn cảm giác đau nữa. Ừ, hay hay dễ sao hay. Khi mình nằm nghiêng qua đây, cha nó nói anh tiêm cho Kiều một cái. Đó, tiêm vô trong tỳ sống lưng kinh băng bó lại xong Kiều là xong rồi. Cái anh trong cái trái banh. Một trái banh như thế này nè. Kiều nằm ngang, đó, Kiều nằm ngang. Xong có một được ảnh đưa bác sĩ đưa cho một cái trái banh. À, xong hai cái chân của Kiều nằm ngang kẹp cái trái banh lại để cho cái phân nó hở lên thêm cho đủ 10 phân đó các bạn. Tại Kiều hở được 7 phân rồi thì á Kiều nằm ngang thế này nè. Đó, rồi là bác sĩ cho Kiều nằm ngang vậy rồi một tiếng đồng hồ nằm ngang gì. Đó, hai cái chân thì hở ra ôm cái banh vô trong nằm một tiếng. Thì trong cái quá trình đó là Kiều thiêu kiều ngủ có nghĩa là ngủ chập chờn thức một tiếng. Xong một lát sau lại có thêm một cái vị bác sĩ khác mới vô á, vô xong kêu Kiều nằm xoay qua hả, Kiều nằm xoay qua xong lại tiếp tục cho cái bóng bự như thế này kẹp vào trong chân để cho bắt đầu nó hở cái phân ra. Nó Kiều cũng nằm liêm diêm như vậy trong vòng một tiếng đồng hồ và cái cơn đau không còn đau nữa không còn đau nữa. Tại vì bác sĩ kêu là bây giờ là phải tiêm gắt vào, tại vì bây giờ là hở 7 phân rồi, nếu bây giờ là không tiêm gắp cái tê đó, Kiều nghĩ nếu mà không tiêm gắp cái phần tê tỉ sống lưng đó thì nó đau kinh khủng khiếp lắm, le hét sùm lắm. Cho nên là trong quá trình Kiều đi đỉ, Kiều không hề le dù chỉ một tiếng, Kiều không hề khóc, không hề rơi một giọt nước mắt nào hết. Có phải là Kiều quá lạnh không? Không phải. Tại vì thứ nhất khi mà Kiều nhập viện, Kiều đau, Kiều đang rất là lo lắng. Đang rất là lo lắng, đang rất là căng thẳng cấp độ cao luôn. Tại vì bùm một phát là mình chuyển dạ, bùm một phát vô nhập viện là bác sĩ kêu mình chuẩn bị sinh luôn. Đó, cho nên là cái tâm lý nó quá bất ngờ các bạn. Đâm ra là Kiều căng thẳng đầu óc cấp độ 100 luôn. Đó, cho nên là không có le, không có hét, không có khóc, không gì trơn trọi, im ru, không nói năng một tiếng nào luôn. Bác sĩ hỏi gì trả lời cái đó, không hỏi gì thôi. Thật sự luôn, căng thẳng cấp độ 100 luôn các bạn. Đó, xong nằm xong bác sĩ hỏi gì thì Kiều trả lời cái đó. Rồi cái nằm quay nằm lại, xong cái lát sau bác sĩ vô, bác sĩ kêu là đã hở lên được 9 phân rồi. Thì bác sĩ kêu là nằm thêm một tí xíu nữa, đợi nó hở đủ 10 phân rồi đi luôn. Đó thì lúc đó là Kiều nằm, Kiều suy nghĩ Kiều niệm Phật biết à. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Kiều cứ niệm Phật hoài. Thời kia Kiều ở Việt Nam Kiều cũng hay đi chùa lắm. Kiều cứ niệm Phật hoài kia. Xong một lát sau cái lúc đó là đã 4 giờ mấy rồi các bạn. 4 giờ mấy rồi thì bác sĩ ập vô, bác sĩ kêu là bây giờ nó không có hở 10 phân, nó vẫn hở 9 phân à, chưa có đủ 10 phân. Nhưng mà bây giờ là hành đỉ luôn. Bây giờ là chúng tôi sẽ giúp cho bạn vượt qua cái sinh đỉ này. Đó, bây giờ là chuẩn bị là bây giờ là bạn phải nghe theo tôi hít thở và các bạn rặn. Đó thì cái người mà đó là người ống, chồng Kiều anh nói người ống. Biết sao không? Tại khi mà Kiều đi đỉ á là Kiều đeo cái kính mà mắt Kiều cận, khi mà Kiều gỡ cái kính ra là Kiều thấy, nhưng mà Kiều thấy nó mờ à, biết đàn ông hay đàn bà khi mà họ đứng gần mình nhưng mà mình không có nhìn rõ cái mặt đó, chứ không có đeo lên, không có thấy nhìn mặt rõ. Nhưng mà chồng Kiều nói cái người bác sĩ đỡ cho em á là người ống à, một cái cô người bác sĩ nó đang nằm, xong Kiều nằm thêm tí xíu nữa chuẩn bị hở 10 phân ra để xong đang nằm tự nhiên bác sĩ ập vô 6 người, ập vô 6 người xong lát đi hết người còn 5 người. Tại vì Kiều nhìn, Kiều quan sát, Kiều thấy xong khi vô xong bắt đầu bác sĩ nói đem người thông dịch viên trên cái máy online tới, xong nói bây giờ bạn phải nghe tim tôi, hít vào thở ra, khi nào cho nó ok là bắt đầu các bạn rặn hết sức rặn. Trời, vô làm tôi tấp rồi y tế chuẩn bị khi này ngày chuẩn bị cái kia rồi, xong rồi truyền dịch, lúc đó là truyền dịch để xong một bình rồi, chuẩn bị gắn thêm bình khác truyền dịch nữa rồi, xong tới tấp rồi cái người mà dịch thông dịch viên cho mình trên online để cảnh sát bên này luôn rồi, xong rồi bác sĩ đứng đây cầm cái chân
bạch hai chân ra nữa, mà Kiều để thường á, bác sĩ đứng cầm chân bên này, bác sĩ chẳng cầm chân bên này, rồi bác sĩ đỡ để nằm ở chính giữa bên này, rồi ở bên đây thì có cái máy thông dịch viên, rồi có y tế đứng đây, có y tế đứng đây, tổng cộng trong phòng của Kiều có 5 người, như một người thông dịch viên online nữa là tổng cộng là 6 người đó. Rồi cái hít vào thở ra, hít vào thở ra, tổng cộng trong cái quá trình mà Kiều rặn sinh ra em bé Sophia, tổng cộng trong quá trình đó là rất cảm ơn ông trời, rất cảm ơn mẹ Quán Thế Âm luôn, rất cảm ơn Phật luôn, là rất cảm ơn Ngài, là trong vòng trộm vía nha, trộm vía 1 tỷ lần, là 35 phút Kiều rặn đĩ bí, trong vòng 35 phút là Kiều sinh được bí, rất là mừng luôn. Thì trong quá trình rặn á, thì cái Kiều rặn ra bí, tại vì Kiều cũng hỏi 9 phân rồi, Kiều rặn ra bí được tí xíu, nó cái đầu lúc mà rặn á, Kiều căng thẳng Kiều rặn xong, kia chồng Kiều anh đứng bên, chồng Kiều anh cũng đứng bên, nhưng mà anh đứng anh dòm anh nhìn, anh cũng căng thẳng quá, anh cũng không biết làm gì trơn trội. Bác sĩ kêu cầm tay vợ thì ổng cầm tay vợ, nói cho ổng cũng chẳng biết cái gì hết, xong rồi hỏi chơi em bé ra, xong kia ổng nhìn biết ổng thấy em bé là nó ra được chút xíu, cái đầu chút xíu à. Bác sĩ mới hô hấp hít vào thở ra. Lúc đầu là Kiều còn nghe cái bà mà cái bà mà thông dịch viên bà nói cái gì, lát sau nữa mình rặn được khoảng 12 phút rồi bắt đầu cảm thấy nó mệt. Mình cảm thấy nó mệt sức, tại vì từ sáng không ăn gì hết, trước khi đi đĩ là ăn được chén cháo thịt bò bằm, mà chén cháo lỏng như nước xong rồi đi vô tới chiều luôn. Tới chiều nhập viện được khoảng tầm 11:15 ha, 11:20 là có y tế đẩy vô đi lên tầng này nọ kia, là cũng phải 11:30 mới tới được cái phòng, là tới bốn giờ mấy là có bác sĩ ập vô là hướng dẫn chuẩn bị là 4:25 hay 4:26 là bắt đầu tiến hành cho Kiều đĩ luôn đó, cho nên là nó rất là nhanh, nó cũng không có ăn không uống gì hết, cho nên là mình cũng hơi kiệt sức, nhưng mà mình nhờ mình truyền mấy cái bình đạm mình nước á, mình có cảm xúc, cho nên mình không cảm thấy đói, nhưng mà mình cảm thấy nó mệt, nó rặn gì xong trong đầu Kiều mới suy nghĩ phải cố lên Kiều ơi, xong rồi Kiều cũng niệm Phật nữa, Kiều niệm Phật Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, cố lên Kiều ơi, chứ tại vì Kiều sợ khi mà mình rặn nhiều như vậy, thứ nhất mà em biết chưa ra, thứ nhất là mẹ sẽ bị mất sức, cái thứ hai nữa là Kiều lo lắng là sẽ rặn lâu á thì sẽ làm cho cái nước ối của em bé nó sẽ giảm dần thì sẽ không được tốt cho em bé đó. Kiều lo lắng, Kiều hít vào thở ra rặn kinh cũng rặn, mà bắt thở bằng mũi chứ không phải thở bằng miệng đó, là cho cái hơi nó nằm mạnh ra, xong là không biết sao mà trong cái quá trình Kiều rặn em bé á, thì Kiều lại nhớ đến cái bài học lúc mà Kiều đi học bơi, không hiểu sao mà cái lúc đó lại nhớ đến cái lúc đi học bơi, có nghĩa là trong cái lúc mình đi học bơi á, là mình cũng thở bằng mũi để mình nổi lên trên mặt nước đó. Và lúc mà Kiều có đi học bơi, nhưng mà Kiều học chưa đến nơi chưa đến chốn là Kiều đã bận công việc là chuẩn bị giấy tờ để đi Mỹ, cho nên là khi mà Kiều học, Kiều chưa có biết bơi nhiều, Kiều chỉ mới biết bơi sơ sơ thôi, và Kiều biết nổi trên mặt nước thôi, thì không biết sao trong cái lúc mà mình đang rặn yên biến như vậy, tự nhiên cái phát huy một cái ý kiến lóe sáng lên trong đầu. Như cái kiểu mà mình đi học bơi nổi trên mặt nước đó, xong Kiều mới nhớ sực nhớ đến cái đó, cái bà Kiều nặng hít nè, thở bằng mũi, thở dễ sợ luôn, mà lúc đó vẫn còn đeo cái khẩu trang, vừa rặn yên bí mà vừa đeo khẩu trang nha các bạn nha, đeo cái khẩu trang. Nói chung là bầu bi để chữa, mình rặn để mình sinh em bé, trong quá trình mình rặn rồi mình để em bé xong rồi mình nằm viện mình dưỡng sức 1-2 ngày thì mình đã mệt rồi, đã khó chịu, đã đau đớn cỡ nào, mà những bà mẹ bỉm, những bà bầu mà đi đẻ vào cái mùa dịch bệnh là phải đeo thêm cái khẩu trang nữa, là đeo 24/24, mà đeo từ lúc nhập viện cho đến cái lúc mà xuất viện luôn, rất mệt, rất khó chịu, mà đặc biệt cái quan trọng cái lúc mà mình đang rặn đĩ còn phải đeo thêm cái khẩu trang nữa nha các bạn, mệt dễ sợ như vậy đó. Xong
rốt cuộc cũng rất là mừng, thì em bé cũng đã ra ui, 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 ui. Mà Kiều lúc đó là thứ nhất là Kiều mệt, đói lẻ hết người, đầu óc căng thẳng đến cấp độ 100 luôn các bạn. Tại vì khi mình nhập viện là bác sĩ kêu mình chuẩn bị mình đẻ nên mình hồi hộp nó nhiều. Còn khi mà mình nhập viện, mà những chị mà phải nhập viện 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày rồi mới đẻ thì sẽ có cái tâm lý nó sẽ tự chuẩn bị cái sự đẻ đó từ từ chút xíu. Còn Kiều là bất ngờ đó, một cách nhanh gọn lẹ cho nên nó bất ngờ ập tới, cho nên là Kiều sự căng thẳng của Kiều nó cấp độ 100 luôn các bạn. Lo lắng cực độ trong suốt quá trình sinh đẻ của Kiều. Kiều không có một tiếng la hét nào hết, không có một cái sự mà bấu tóc, giật tóc, xí éo, giằng co chồng mình, không có một sự chửi rủa chồng mình cũng không có một cái sự là mà la hét các kiểu này kia. Trong căn phòng Kiều đi đĩa nó im lặng, chỉ có người bác sĩ nó hít vào thở ra. Lúc đầu Kiều còn nghe cái bà dịch bà nói, lát sau mệt quá không nghe bà nói nữa, chỉ nghe bà bác sĩ nói. Tại vì cái lời đó bà lặp đi lặp lại trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ nên Kiều biết hít vào thở ra, hít vào thở ra, rắn, hít vào thở ra, hít vào thở ra, rắn, hít vào thở ra, hít vào thở ra, rắn, stop rồi bắt đầu hít vào thở ra, thở ra, rắn. Cho nên là Kiều nhớ không còn nghe bài đó nữa, bà nói gì cờ bà luôn đó. Xong kêu rặn nỉ ra, Kiều cũng căng thẳng cấp độ 100 khi mà gặp con của mình á, rất là mừng. Cái câu đầu tiên biết Kiều nói là gì không? Anh lấy điện thoại chụp giùm em hình em với em bé cái anh lấy điện thoại chụp giùm em với em bé cái anh. Chồng Kiều đứng bên đó đứng im ru luôn, bác sĩ kêu cầm tay luôn. Kiều rặn đến nỗi mà Kiều lúc đó cái móng tay của Kiều vẫn có nha, lúc mà trước khi đi đẻ là có cắt móng tay rồi, xong cái nó mọc nhú ra chút xíu á. Mà lúc mà mình tiêm thuốc tê là hai cái chân mình đã tê cứng rồi, xong một lát sau là nó bớt tê lại. Trong quá trình mình đang đẻ, đang rặn, trong quá trình mình đang rặn thì cái chân mình nó bớt tê lại chút xíu. Xong mình cũng có nói bác sĩ ơi hồi nãy cái chân của em nó tê, hai cái chân cứng ngắc luôn, em không biết cái gì hết, nhưng mà bây giờ hiện tại là em thấy cái chân của em nó không còn tê nhiều, nó tê ít. Thì Kiều sợ đau quá các bạn ạ, Kiều mới nói bác sĩ là bây giờ có cần chích thêm nữa hay không, tiêm tê nữa hay không. Bác sĩ kêu như vậy là ok rồi. Tại vì cái tiêm tê nó có cái thời gian trong vòng mấy tiếng đó các bạn, khi mà nó nhẹ nhẹ rồi chút xíu là bắt đầu mình sẽ sinh em bé, chứ còn mà nó tê mà hai cái chân nó cứng quá thì cũng không được luôn đó. Xong trong quá trình rặn đĩa lấy hai tay kèo bấu đến nỗi mà phía dưới hai cái đầu gối của Kiều á nó chảy máu luôn, nó rướm máu luôn dễ sợ, bấu gì đó dễ sợ. Tại vì khi mà Kiều sinh, Kiều đĩa xong rồi, khi mà nó hết thuốc tê rồi, cái qua cái ngày thứ hai á là bắt đầu Kiều thấy nó đau rát cái phần phía dưới đó, thì Kiều mới giật lên Kiều coi thử, thì ra là hôm qua tôi bấu cho nó chảy máu bấu hai phía bên dưới đó, chảy máu phía hai bên dưới trên đó luôn á. Xong Kiều gặp con, Kiều cũng mừng quá, câu đầu tiên đi nói anh ơi lấy điện thoại chụp giùm hình em với em bí thôi à, không còn nó mệt mỏi mà nó đói bụng nó mệt, không có một tiếng gào thét hết trơn. Xong các bạn biết chồng Kiều nói sao không? Sao anh thấy anh coi phim rất là nhiều, anh thấy nhiều bà đi đĩ le hét sùm ra đến nỗi mà muốn to mà muốn nát cái bệnh viện luôn á. Sao anh thấy em đi đĩ em không có le? Khi mà mình đeo cái khẩu trang á, từ trưa tới chiều là mình đã khó chịu rồi, mình đã ngợp thở rồi, mà bây giờ mình đi đĩ mà mình phải đeo khẩu trang, cái cảm giác nó kinh khủng đi đĩ mà phải đeo khẩu trang nó mệt mỏi dễ sợ. Đến lúc mà đĩ xong em bí rồi vẫn đeo khẩu trang, cho đến cái ngày mà xuất viện vẫn phải đeo khẩu trang, đến lúc đi ngủ cũng phải đeo khẩu trang luôn các bạn. Cho nên là những cái bà mẹ bỉm sữa mà đẻ trong cái thời điểm mà dịch bệnh là rất tội nghiệp và đáng thương luôn. Đi đẻ bình thường là đã mệt, đã ngợp thở rồi, ở đây phải đeo khẩu trang, mà rặn phải đeo khẩu trang nữa. Hỏi sao anh thấy em đi đẻ em không có la? Anh coi trong tivi thấy người ta đi đẻ, người ta la thiệt là la muốn bể luôn cái làng, rồi nắm tóc chồng, rồi giật áo chồng, rồi các kiểu này kia chửi bới sầm hết. Mẹ em đi đẻ em không có la, em không đau không? Sao không đau? Không nghĩ sao vậy? Ông thấy thử cái dao ông cứa thử cái tay của ông á, chảy máu ông có đau không? Ông thử cứa mạnh vô đâm sâu vô ông có đau nhiều không? Mà ông thử rạch một miếng dài thì dài 10 phân ông có đau không?
thì người phụ nữ người ta cũng đau, nhưng mà tại do những cái tình huống của Kiều nhập viện bất ngờ, nhanh chóng 8 giờ là chuyển dạ, đau rồi đi đến bệnh viện rồi nhập viện, bác sĩ kêu đi đĩa nhanh chóng, thì có cái nhiều sự bất ngờ, đâm ra là cái sự căng thẳng của Kiều nó vượt lên tới mức 100 luôn á. Mà Kiều mà căng thẳng mà có những cái bất ngờ á là Kiều không có nói, ai hỏi gì nói, không hỏi thì thôi, căng thẳng dữ dằn là Kiều như là hay như vậy đó. Kiều không có leo, không có hét gì trơn trọi, không phải Kiều không đau, người chứ phải khúc cây khúc gỗ đâu mà không đau đó. Chứ như là cái bà chị họ Kiều nè, khi chồng mới đi đẻ là dẫn mới vô chui cho mình nắm tóc chồng, mà nó nắm mà nắm mà nắm mà chẳng chồng phải nó mới cắt tóc đầu đinh mà nắm không được, mà rứt nắm eo, mà nắm eo chửi chửi dễ sợ, nắm nó xí rách éo con chồng luôn. Vợ đi đẻ mà chồng rách éo không có éo mặt về luôn. Nói chung là có rất là nhiều, trên tivi mình cũng có thấy, và ngoài đời thì Kiều cũng chưa có dẫn ai đi đẻ hết, nhưng mà bạn bè Kiều nó đẻ rồi, nó cũng kể cho Kiều nghe. Đó, tới phiên Kiều đi đẻ thì vậy đó, trong phòng của Kiều không có một tiếng la hét, không có một tiếng chửi bới gì hết đó, bởi vì Kiều quá căng thẳng. Căng thẳng và nhiều sự bất ngờ ập đến đó, đâm ra là Kiều stress, căng thẳng cực độ, đâm ra là không la, không hét, không khóc, không cười, không gì trơn trọi luôn. Căng thẳng cái mặt Kiều lúc đó nó đơ như là cái cây cơ luôn, thật sự. Rồi em bé ra đúng không, bác sĩ kéo em bé ra đó, kéo em bé ra xong mới kêu chồng Kiều tới, là chồng Kiều đứng bên đây đúng không, thì chồng Kiều đi xuống chỗ đây đó, đi xuống chỗ này xong bác sĩ kêu là bây giờ người cha cầm cái kéo cắt dây rốn cho em bé. Thì khi mà em bé đẻ ra thì nó im, tại nó mới đẻ ra á, nó còn im ru à, nó không le, không biết, không khóc hết. Xong cái bác sĩ ẩm ra cái kêu người cha tới cắt dây rốn, cái chồng Kiều đi tới, cái bác sĩ đưa cho cái kéo, ông ngồi cầm cái bụp cắt, Kiều vẫn còn nhớ cắt Kiều cái bụp. Xong em bé giật mình, chù chè bà lè bà khóc dễ sợ, thấy cái kéo cắt cái bụng và cắt dây rốn á, chù chè bà khóc dễ sợ, khóc lè xong lè cái miệng nó to dễ sợ. Xong ẩm bỏ lên người của Kiều, hai mẹ con nằm trời, lúc đó thấy nó hạnh phúc, nó vui mừng, mà Kiều nhìn nó nha, Kiều thấy nó có chút xíu mà tay chân mà nhăn nhiêu, cầm cái tay của bé rồi bước bỏ. Nói chung là cảm giác đó nó rất là linh thiêng, rất là vui. Nói chung là nó khó diễn tả dữ lắm các bạn ạ. Hai mẹ con nằm âu yếm nhau 1-2 tiếng đồng hồ luôn. Các bác sĩ xung quanh thì mọi người chuẩn bị lo các kiểu này kia. Xong rồi kêu chứ hơi anh chụp cho em với em biết tấm hình. Câu đầu tiên Kiều nói lúc đẻ luôn, Câu đầu tiên luôn. Đầu tiên sau khi đẻ nói anh ơi chụp giùm em tấm hình em với em bí để kỷ niệm. Đĩ xong nói câu đó luôn, hay dễ sợ. Thì nhờ như vậy thì bây giờ mới có những cái tấm hình mà hai mẹ con nằm ôm ấp nhau trong bệnh viện lúc mới đĩ, đúng không? Đó, những tấm hình đó rất là đắt giá luôn, đắt giá với Kiều ha. Xong xuôi hết rồi, xong rồi kia bắt đầu tới cái giai đoạn này mới mệt. Thì bác sĩ cũng họ cũng thông báo cho mình luôn là sau 6 tiếng thì em bé sẽ tắm, thì có y tế cho em bé đi tắm, và sau 6 tiếng thì Kiều sẽ đi tiểu. Đến cái phần này nó rất là mệt. Thường thường á, khi mà mình chích cái thuốc tê đó rồi thì cái vùng ở phần dưới của mình á, là nó tê hết, rồi bắt đầu từ từ cái chân của mình nó có cảm giác lại nha. Bác sĩ cũng đưa lên đưa xuống coi có cảm giác lại hay không, nhưng mà cái phần đi tiểu mình vẫn chưa đi tiểu được luôn. Thì bác sĩ nói là sau 6 tiếng là đi tiểu, thì vô kiểm tra Kiều chưa đi tiểu được, thì bác sĩ nói là bây giờ sẽ cho thêm 1 tiếng nữa, thì trong vòng 1 tiếng này có đi tiểu được hay không. Nếu không đi tiểu được họ sẽ tiến trình họ sẽ tiến hành lấy cái ống cây đâm vào để cho nó ra. Trời ơi, sau 1 tiếng nữa Kiều cũng rất muốn là cho nó ra, tại vì trong người rất là mắc tiểu, tại vì từ trưa đến chiều mình chuyển mấy bình nước, mấy bình ống khoáng, ống nước, ống đạm tùm lum cái kiểu là mấy bình luôn để mình có sức mình đẻ luôn. Thì bác sĩ mới tiến hành nó cho Kiều nằm lên, mà cũng không có tức chích tim chích mê gì hết trơn các kiểu. Bác sĩ kêu là ráng cố gắng bây giờ phải cho cái cây đó chọt vào để cho nước tiểu nó đi ra, chứ nếu mà để lâu như vậy mà không có tiểu được, nước tiểu không đi ra thì nó sẽ bị bể bóng đái là các bạn tự hiểu là nó sẽ như thế nào đó. Thì bắt đầu phải thêm một cái sự đau đó nữa. Khi mà thuốc tê nó đã hết rồi thì cái cơn đau nó kinh khủng khiếp, nó kéo tới không nói lên lời luôn các bạn, thật sự luôn á, không có nói lên lời. Cái lúc mà mới đĩa ra xong còn nói được, tại vì nó còn tê, không có còn cảm giác đau,
tại vì Kiều có tiêm tê giảm đau lắm, nhưng khi cái thuốc tê đó nó hết rồi thì cái phần đau nó sẽ đến một cách rất là mãnh liệt, cực kỳ đau luôn. Thì lúc đó thì Kiều uống thuốc giảm đau ha, bác sĩ kêu là cứ 6 tiếng đến 8 tiếng là uống một viên giảm đau. Thì khi mình uống thì nó giảm đau, một khi nó hết cái viên thuốc đó rồi thì nó sẽ đau lại, nó đau một cách kinh khủng khiếp. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thì bây giờ không tiểu được thì bác sĩ giúp cho mình thông tiểu, rồi mình lấy cái cây chọt vô một lần nữa, rất là thốn, rất là đau luôn. Nhưng mà khi mà nhờ cái cây đó chọt vào rồi mình mới đi tiểu lại. Thì các bạn cứ suy nghĩ như mình bị đứt một cái vết đứt như thế này. Cái những bạn nào mà chưa sinh, chưa đẻ hoặc là chưa trải qua thì các bạn cứ nghĩ cho một cái bàn tay của mình đứt cái da như thế này nè. Đó, mình có đau không? Mà cái vết thương của mình nó sâu thiệt là sâu, thì cơn đau của mình nó như thế nào? Mà cái đây là cái bàn tay của mình, là mình đã đau như vậy rồi. Thì các bạn thử nghĩ cái chỗ mà nhạy cảm nhất của con người mà nói như vậy, thì các bạn nghĩ đi, nó sẽ đau như thế nào. Cho nên nhiều người người ta có nói là người phụ nữ đi đẻ, cái cơn đau của nó đau tương đương bằng gãy 8 đến 9 cái xương sườn. Đó là đau cỡ nào không nói nên lời luôn. Nhưng mà khi mà Kiều sinh xong á, Kiều phải hút sữa cho bí, rồi cho bí uống sữa, rồi bác sĩ họ cũng chỉ cho Kiều từng ly từng tí, từng chút từng chút từng chút. Nói chung là bác sĩ ở đó, không, Kiều phải nói một câu thật sự nha, họ còn quan tâm Kiều từng ly từng tí, hỏi thăm thử coi thử Kiều có bị trầm cảm sau sinh hay không, tâm lý của Kiều như thế nào. Cứ vài tiếng là họ vào họ test, mày cảm thấy như thế nào thế nào thế nào, ăn uống như thế nào, con cái như thế nào, mày cảm thấy suy nghĩ mày như thế nào. Nó rất là nhiều luôn. Họ sợ mình có những cái trường hợp xảy ra các bạn, họ làm cho mình rất là thoải mái, cảm giác như thật sự nha, những cái người y tế và bác sĩ đó còn hơn cả người gia đình của mình nữa, hơn là người thân của mình luôn. Thậm chí Kiều thấy những người y sĩ, bác sĩ đó còn hơn chồng của Kiều nữa đó. Quan tâm một cách kinh khủng khiếp. Và lúc đó là Kiều sinh á, thì bác sĩ kêu, bệnh viện kêu là Kiều nằm, có nghĩa là chiều hôm đó Kiều sinh. Thì bệnh viện đó kêu là ngày sáng ngày mai là Kiều phải xuất viện. Nhìn còn liền dễ sợ không? Thì sáng ngày mai là thứ hai, thì cái bác sĩ mà đã theo dõi khám bầu cho Kiều trong suốt quá trình Kiều mang bầu bé, cũng là người Kiều đã đặt hẹn là sẽ đỡ đẻ cho Kiều đó, thì sáng hôm đó bác sĩ đến, rồi bác sĩ cũng có nói với Kiều là em nhập viện bất ngờ và em sinh bất ngờ, nên là họ không có liên lạc được với bác sĩ, nên là không có đỡ đẻ được cho em. Thì bây giờ là bệnh viện kêu là sẽ cho sáng hôm nay sẽ xuất viện, nhưng mà bác sĩ có xin là để cho em nằm thêm một ngày nữa để cho em khỏe. Ở bên Việt Nam thường thường là sinh thường là nằm 3 ngày ở bệnh viện ha, sinh mổ là nằm 5 ngày. Còn ở Mỹ á, thì khi mà các bạn đẻ như chiều hôm nay đẻ là sáng hôm sau đẻ thường là cho xuất viện về nhà liền luôn. Kiều đó là kiều thấy như thế nào thì Kiều nói nha. Còn cái mà các bạn mà sinh trong cái mùa mà không có dịch bệnh thì sẽ khác, chắc khác Kiều chút xíu á. Còn những bạn nào mà sinh mổ á, thì nằm 3 ngày đến 5 ngày đó, tùy theo mỗi người đó. Thì Kiều được bác sĩ xin cho nằm thêm ngày nữa, mà thật sự luôn mà nói chứ nằm ở bệnh viện có y tế, có bác sĩ chăm nom, quan sóc, chăm sóc cho người mẹ nè. Kiều nói còn quan tâm mà đặc biệt mà kiểu mà chăm sóc một cách nhiệt tình, nó thiệt hơn cái chồng của mình, hơn cái gia đình người thân của mình luôn, thiệt thật sự luôn á. Trời ơi, thăm hỏi liên tục. Mà trong cái quá trình mà đẻ mà chúng vào mùa dịch đó, họ không có cho ai vào thăm. Thì cũng gọi điện thoại về cho mẹ của Kiều mấy tiếng sau, khi mà Kiều qua ngày hôm sau mẹ Kiều mới gọi điện thoại về cho mẹ của Kiều. Tại vì khi mà sinh xong rồi bắt đầu mình mệt, mình nằm, mình kiệt sức rồi, cái cơn đau của mình nó kéo tới nữa, khi mà hết thuốc giảm đau nữa, cho nên là trong cái tối hôm đó là Kiều cũng không gọi điện thoại về cho mẹ của Kiều được. Thì khuya hôm đó Kiều có gọi điện thoại về cho mẹ của Kiều, nhưng mẹ Kiều không nghe máy. Rồi Kiều cũng bận rộn chăm em bé rồi mệt rồi ngủ, xong cũng phải tới gần một tuần Kiều mới gọi điện thoại về được cho mẹ của Kiều ở bên Việt Nam. Tại vì lý do mẹ Kiều để chế độ điện thoại rung,
và là rung, mà rung nhỏ xíu, mở nhạc nhỏ xíu, bởi vì gọi không được. Mà con em gái của Kiều á, mà con em gái của Kiều á thì nó không có ở nhà, nó đang ở trong thành phố đi làm. Cái tuần sinh rồi á, Kiều mới gọi được về cho mẹ Kiều. Thì Kiều sinh em bé đâu khoảng được ngày là bắt đầu mới khoe với tất cả mọi người là Kiều mới sinh em bé, thì ai cũng rất là ngạc nhiên. Tại vì hồi hôm qua mới nói chuyện với nó đây mà giờ đùng phát nó đã đăng lên trên mạng Facebook là nó mới đẻ con xong. Kiều đẻ em bé xong khoảng tầm chưa được 24 tiếng là Kiều đã đăng khoe em bé ở trên mạng rồi. Khoảng tầm mười mấy 20 tiếng thôi. Tại vì nói chung là cho cái thời khắc nó đẹp quá nên là Kiều cũng muốn khoe. Đang ẩm em bé khuất mặt, kiểu như ẩm em bé gì nè, thì nó không có, nói chung là cũng có đăng post lên nhưng mà không có trực diện khuôn mặt đó. Khoe nói chung có rất là nhiều người nhắn tin thăm hỏi các kiểu này kia, gửi lời chúc mừng đến với gia đình đó. Thời khắc đó rất là quan trọng, rất là thiêng liêng nên Kiều cũng rất là nhớ đó. Thì sau đó đi về rồi cũng qua ngày hôm sau là cũng dẫn em bé đi chích ngừa này kia các kiểu, đau đớn, các sự đau đớn nó kéo tới kéo tới. Tại vì khi mà mình hết thuốc mê, hết thuốc tê rồi là cái sự đau nó nhiều lắm, đi không có nổi luôn mà cũng không có ai dìu đi cho nó đau tiểu. Người đẻ chồng dìu, được mẹ chồng dìu, được bà ngoại dìu để đi tiểu hay là nhà chăm sóc em bé có người phụ. Còn Kiều đây á hả, mẹ Kiều ở bên Việt Nam, không có ở Mỹ. Ở Mỹ Kiều cũng không có người thân, không có bạn bè, có anh em gì trơn trọi đó. Còn mẹ chồng của Kiều thì cũng đã lớn tuổi rồi, bảy mấy tuổi rồi, cũng ở xa, cách nhà Kiều cả tiếng đồng hồ lận, nên cũng không thể qua phụ Kiều chăm sóc. Nên là đi đẻ thì chồng dẫn đi đẻ, nhưng mà Kiều tự Kiều đẻ, từ Kiều chăm 24/24, chăm từ A đến Z, không có ai thay kê hết. Tại vì chồng Kiều ảnh không biết cách chăm con, không biết gì hết trơn hết trọi hết á, nên là ảnh cũng để thí cho Kiều tự Kiều chăm luôn, để thấy cái Kiều tự Kiều chăm luôn. Nhưng mà những cái mà Kiều chăm em bé, thay tã cho bé uống sữa rồi hút sữa rồi, cái bài học đầu tiên mà người mẹ dạy cho con đó là bài học bày cho bé biết cách bú mẹ. Nói theo kiểu mà dân dễ chút xíu là bú mẹ đó. Tại vì Kiều cho bé là uống sữa công thức 50% và 50% còn lại là bú mẹ, là ti mẹ đó. Ti mẹ là nói theo kiểu cho nó văn minh, cho nó lịch sự chút xíu, nhưng mà thực nói mà theo cái kiểu mà dân dễ dân quê là bú mẹ đó. Là bài học đầu tiên dạy cho bé đó, từ A đến Z là Kiều làm hết. Thay tạ ngủ nghĩa là Kiều làm hết. Bác sĩ họ ở đó họ hướng dẫn cho Kiều, họ chia sẻ cho Kiều rất là nhiều chi tiết. Họ nói là do lần đầu tiên là mày sinh con đó, do lần đầu tiên là mày chăm sóc bé cho nên là bệnh viện sẽ hướng dẫn cho mày rất là kỹ lưỡng cách mà chăm sóc bé. Nó hỏi Kiều kỹ lắm, cứ vài tiếng là nó vô hỏi thăm, cứ vài tiếng là nó vô hỏi thăm. Nhiều khi chồng Kiều đi về, ổng ăn uống dọn dẹp về này nọ kia, ổng đi từ sáng tới chiều tối ổng mới vô bệnh viện. Thì trong bệnh viện Kiều nằm cũng có mình, cũng có bác sĩ, cứ cách 2-3 tiếng có bác sĩ đi vô, các bác sĩ hỏi thăm đó. Thì cũng có mình Kiều trong bệnh viện Kiều chăm em bé, nhiều khi bác sĩ thấy mấy tiếng đồng hồ rồi trong phòng có mình Kiều với em bé, xong cái họ thấy gì cái họ cũng đi vô, họ hỏi mày có muốn gì không, mày có cảm thấy khỏe không, mày có cảm thấy như thế nào không. Xong nó thấy Kiều nằm trên giường, thấy em bé khóc, nó cũng tới nó ẩm, nó dỗ em bé giùm cho Kiều, rồi nó hướng dẫn cho Kiều cách thay tã cho bé uống, cho bé bú, rồi cách ẩm cho dỗ bé như thế nào, là nó bày hết. Nói chung á, ở bệnh viện họ chăm em bé, họ chăm mẹ rất là tốt. Nếu mà chấm điểm là 100 điểm luôn á. Rất là tốt. Và nó nếu mà có tiền mà ở đó mà có người như vậy là khỏi cần chồng, khỏi cần ai trân trọi hai mẹ con nó không cũng vui. Tại vì cái dịch vụ nó quá tốt. Nó quá tốt đi các bạn. Rất là thích luôn á. Nằm được 2 ngày xong xuôi hết là đi về, là bắt đầu Kiều cũng chăm em bé từ A đến Z. 24/24 không ai thay ca, có mình Kiều. Nói đau đớn, cơn đau kéo dài, rồi phải hút sữa rồi cho bé uống sữa. Một ngày á Kiều chỉ ăn có nửa chén cơm, có khi một ngày Kiều ăn một chén cơm à. Bầu bì để chữa gì chứ mà hả, một ngày ăn không tới một chén cơm. Một ngày ăn có một bữa ăn rồi, sáng không ăn, trưa không ăn, chiều không ăn, tối không ăn, khuya ăn nửa chén cơm. Nói thiệt
Nói thiệt luôn á, có khi một ngày Kiều ăn được hai bữa, ăn được một bữa ăn chiều với ăn được một bữa ăn khuya, có ngày Kiều ăn có một bữa thôi. Mệt quá mệt, chăm con có một mình mới đẻ dậy nữa, mẹ nó đau đớn đi không nổi, mẹ cũng không có ai bên cạnh mà dìu mình đi đái à, cũng không có ai bên cạnh mà dìu mình đi đến đi lui, nhiều khi phải cắn răng nghiến răng. Tại vì khi mà đi về là bác sĩ cho Kiều 10 viên thuốc giảm đau, là cứ nói là cứ cách từ 6 đến 8 tiếng là uống một viên để giảm đau. Thì một ngày Kiều uống hai lần thôi, cách 12 tiếng Kiều mới uống. Tại vì Kiều nghĩ nếu mà uống dồn như vậy thì Kiều sợ nó sẽ bị lờn thuốc á các bạn. Nên là cứ 12 tiếng Kiều uống. Nhiều khi Kiều quên nó đau kinh khủng khiếp mà nghiến răng đi đâu, mà mỗi lần ngồi là nó thốn kinh khủng khiếp, đâu dám ngồi, ngồi nửa bên đít cho nhiêu, đi đứng không có được, hoặc lớp đến lớp dìu trong đường đi nè, dìu trong thành đi mà có mình Kiều đi à. Chứ hồi mà Kiều coi trong phim này khi nọ, bà bầu bà đẻ rồi về có người này người kia dìu đi đái, rồi dìu chăm con ẵm con rồi này kia các kiểu, còn đây có mình Kiều. Giờ sao nghĩ lại sao hồi đó sao Kiều như siêu nhân, cứ như là tự đi đẻ tự chăm con, không có hai chăm cho trời. Chồng Kiều thì anh có hâm đồ ăn cho Kiều, anh có nấu ăn cho Kiều chấm hết. Chồng Kiều nha, phụ rửa bình sữa, phụ nấu nước sôi để pha sữa, phụ nấu ăn cho Kiều, còn lại là từ A đến Z là Kiều xử hết. Nếu mà người mẹ nào mà đã sinh em bé rồi, chăm em bé rồi, đang trải hoặc là đã trải qua rồi thì mới hiểu, mới thấm, mới thiết. Chứ nhiều khi mình chưa có làm, chưa có ở trong cái hoàn cảnh đó, mình nghe thì như mình nghe bên này qua bên này cái đi du lịch luôn, thì mình cảm thấy như một câu chuyện nó suông, một lời nói nó suông thôi. Nhưng khi mình thực hành rồi mình mới biết nó kinh khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Có những mẹ mà trầm cảm, rồi có những mẹ mà ABCD, rất là nhiều câu chuyện đã xảy ra luôn á. Cho nên là đến thời điểm hôm nay thì Kiều rất là cảm ơn. Cảm ơn là mẹ Quán Thế Âm nè, cảm ơn ngài Đức Phật. Đó, cũng như là cảm ơn ba của Kiều. Ba Kiều mất hơn 10 năm rồi, phù hộ cho Kiều. Hai mẹ con mị tròn con vuông, sinh nở một cách ngon lành trọn vẹn, rất là cảm ơn, rất là vui mừng luôn. Đó, thì mà mấy năm nay Kiều cũng không có đi chùa được, thì đợt vừa rồi Tết vừa rồi Kiều cũng đi chùa, Kiều cũng đến cảm ơn. Tại vì trước khi mà Kiều bầu được 5 tháng mấy thì Kiều cũng đã đi, Kiều xin để mà đi em bé một cách suôn sẻ ngon lành. Thì cái đợt Tết 2021 vừa rồi thì không đi được tại bão tuyết, nên năm nay đi được thì cũng đến cũng cảm ơn rồi. Này kia các kiểu với Mỹ Quán Thế Âm đồ này nọ. Tại hồi xưa Kiều ở Việt Nam Kiều đi chùa hoài nha. Kiều đi chùa hồi nhỏ rồi, hồi 5-6 tuổi là Kiều đã đi rồi, đi nhiều rồi đó. Cho nên là nói chung là nó cũng rất là nhiều niềm vui khi mà mình bầu bì để chữa sinh em bé, rất là nhiều niềm vui, rất là nhiều hạnh phúc. Và bên cạnh đó nó cũng có rất là nhiều nỗi buồn, rất là nhiều sự cay đắng, nhiều không khóc ra nước mắt luôn. Từ lúc đẻ tới bây giờ có nhiều người sau sinh người ta bị trầm cảm, sau sinh người ta buồn, nhiều khi nhìn một chiếc lá rơi thôi cũng khóc. Đó là cái cảm giác của những người mà mới đẻ xong, cái tâm lý của họ nó khác thường lắm các bạn ạ. Nhìn một chiếc lá rơi thôi cũng khóc, nhiều khi ngồi buồn thì cũng khóc. Nhưng mà cái Kiều thì lại Kiều đâu có thời gian đâu các bạn, không có ai chăm, không có ai phụ hết. Cho nên là ngay cả khóc Kiều cũng không có thời gian để khóc. Ngay cả khóc Kiều cũng không có một chút sức lực để khóc. Bạn bè Kiều đẻ ra có người giúp việc, rồi có người này người kia phụ chăm vậy mà cũng khóc như thường à. Kiều không có thời gian để khóc và cũng không còn sức để khóc. Nhiều người thấy chiếc lá rơi cũng khóc, tâm lý người mới đẻ nó gì á, nó mong manh dễ vỡ, hở chút khóc. Mà Kiều Hằng nói thiệt, từ lúc đẻ bé tới giờ không rớt một giọt nước mắt. Phụ nữ hạnh phúc là những người phụ nữ luôn luôn mong manh và dễ vỡ. Còn những người phụ nữ mà mạnh mẽ thì không phải do họ sinh ra để là một người phụ nữ mạnh mẽ, mà do có những tác động môi trường, do có những tác động và xung quanh, đâm ra là họ mạnh mẽ, họ không khóc.
nhưng thực chất bên trong họ rất là mỏng manh và mong manh dễ vỡ. Thì người phụ nữ mà ai cũng mong manh dễ vỡ hết. Khi mà người phụ nữ rồi mà hạnh phúc được chiều chuộng quá nhiều, đâm ra họ cũng như là một đứa em bé mới lớn vậy đó. Họ rất mong manh dễ vỡ mà họ rất là con nít, họ rất là ngây thơ. Nhưng có những người phụ nữ người ta còn trẻ tuổi nhưng mà ta rất là mạnh mẽ, tại bởi vì người ta đã vượt ra nhiều cơn sóng cơn sóng dữ, những lúc thăng những lúc trầm, cho nên đâm ra là người ta không còn thời gian để khóc, không còn sức để khóc, không còn những cái ABCD, bởi vì họ mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong họ luôn luôn yếu đuối. Đó là một vài cái sự chia sẻ. Thì trong cái tập này nó cũng rất là dài, cái hành trình Kiều dài, tại vì Kiều không phải là nói nhiều mà là mỗi lần Kiều chia sẻ hoặc là Kiều tâm sự là phải có mở bài, thân bài, kết bài thì Nghi mới hiểu nói cái gì. Cứ còn bây giờ mà kể chuyện đâm thọt vô khúc giữa luôn thì Kiều thấy nó sao sao á, đâm thọt vô khúc cuối luôn thì Kiều thấy nó chốc quốc à. Đẻ nha, sau khi đi đẻ Kiều không có quan tâm nè bề ngoài những người ta nhìn về mình xấu xí mập mạp mà người ngợm gớm ghiếc, Kiều không có quan tâm đến họ, mà Kiều là Kiều yêu bản thân của Kiều. Kiều muốn là Kiều cũng muốn Kiều đẹp như cái thời còn con gái, Kiều cũng muốn là Kiều ốm như cái thời của con gái, cũng muốn Kiều mi nho như cái thời của con gái. Thì mình tự mình cảm thấy thân hình mình không được đẹp nữa, mình cảm thấy mình xấu xí thì mình cố gắng thôi, chứ còn Kiều không có quan tâm đến những người ở bên ngoài. Nó, nhưng mà cái mình buồn khi mình đi đẻ thế này nè, có nghe một câu mà từ đó tới bây giờ là Kiều mỗi lần nghĩ đến là Kiều rất là phẫn nộ luôn. Thật sự cái người này là một người đàn bà phụ nữ lớn hơn Kiều mấy tuổi, Kiều không quan tâm luôn, không còn quan tâm luôn. Thì khi họ đến họ thăm đẻ của Kiều rất là vui, thì mình đẻ có người đến thăm mình rất là mừng, rất là vui. Đó rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mà họ đến thì lúc đó là mình đang đau. Đau mà bác sĩ kêu là chỉ cho 10 cái viên thuốc giảm đau để uống thôi. Khi Kiều uống hết, Kiều gọi điện thoại lên Kiều xin thì bác sĩ không cho nữa. Bác sĩ mới nói là uống nhiều quá nó không tốt đến trí nhớ, cho nên là họ không cho Kiều thuốc nữa. Cho nên là không có thuốc để uống, cho nên là khi mà có những đợt cơn đau nó đến là mình cắn răng mình chịu đựng thôi. Mà Kiều hút sữa một ngày hút biết nhiêu. Đợt đó là sữa 3-4 ngày sau là sữa về rồi. Sữa nó chảy miếng à, sữa chảy dính éo miếng à. Hở một chút hút. Mà khoảng được nửa tháng thì người đó đến thăm. Nhan đĩ được nửa tháng thì người đó đến thăm thì Kiều hút sữa. Thì lúc mà họ mà vào chúng, lúc mà Kiều đang đau, Kiều mới đi rón rén. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đang ngồi với họ được 5 phút tự nhiên sữa nó chảy, mà đang đau nói không nên lời luôn, mà sữa đang chảy đọc đọc phải chạy vô hút cho để nó chảy ra nó phí, không để cái sữa mẹ, sữa đầu lòng cho em bé nó uống sữa. Cái sữa mấy cái tuần đầu tiên là cái sữa đó nó uống rất là tốt cho em bé, nó tốt cho hệ miễn dịch, cho trí thông minh rồi các kiểu này kia rất là nhiều. Đó thì Kiều cũng không có nói nên lời, đang đau mà đâu có thuốc giảm đau đâu mà uống, mà sữa nó chảy thì mình đi vô, cho nên không có nói nên lời hết trơn á. Trời, xong rồi họ chắc họ nghĩ là giận hờn này nọ kia các kiểu. Xong xuôi hết, Kiều hút sữa xong hết rồi, cái lát Kiều ra lại thì hút sữa là một lần mình hút sữa nửa tiếng đó, hút sữa là một lần hút là mình phải hút nửa tiếng để mình kích sữa, thì như vậy sữa nó mới ra nhiều, chứ không phải vô hút 5 phút 10 phút ra. Hút sữa chứ không phải đi ỉa đi đái gì đâu, 5 phút 10 phút ra. Xong không biết ABCD giận hờn gì, Kiều cũng mệt đó, Kiều cũng có quan tâm. Giờ Kiều mệt mỏi quá, Kiều chỉ quan tâm sức khỏe của Kiều với con của Kiều là chính thôi. Ai muốn gì muốn kệ bà nội nó, Kiều không quan tâm. Trời ơi, chứ giờ mình đau bệnh, mình mệt mỏi, mình mới đẻ xong mình mệt mỏi, người ta không quan tâm mình thôi, chứ tại sao mình phải đi quan tâm người ta. Con của mình nó cần mẹ, mẹ cần con, cho nên là ai nói gì nói Kiều không quan tâm. Nhưng mà cái câu nói này làm cho Kiều rất là buồn. Khi mà Kiều hút sữa xong, Kiều đi ra, Kiều nghe rất là buồn luôn. Chồng Kiều lại tiếp tục ổng đi khoe tiếp, trời ơi, Kiều nó đi đẻ hận, nó không có le, nó không có khóc tiếng nào trơn trời. Hình như nó không có đau hồi sao á, nó không có le từ cái lúc mà nhập viện, lúc mà nó đi đẻ nó không có le, không đau chút xíu nào. Biết cái người đó nói sao,
nghe một câu xong hả, kiểu thấy trời ơi, mình cũng là người phụ nữ mà mình cũng một cái chăm em bé rồi mà sao nói câu lạ kỳ, biết nói sao không? Chồng Kiều nói thấy trên phim mà la hét âm sầm, mà thấy Kiều đi đỉ nó không có la hét gì hết á. Trời ơi, ai ông gặp ai cũng nói, gặp ai cũng nói. Cái người đó quất vô một câu nghe xong là tôi nhớ ấn tượng từ lúc đó cho tới bây giờ chưa vơi. Tại vì nó rất là phẫn nộ các bạn. Biết nói sao không? Mấy người mà đi đỉ ở trên tivi á, la hét sầm đau đớn quằn quại đồ này kia á, là họ chỉ diễn ở trên tivi như vậy thôi. Chứ ở ngoài đời đi đỉ đâu có ai la hét đâu, đâu có ai đau đớn la hét sầm đồ này nọ nọ kia các kiểu đâu. Lạy lạy con, lạy con, chắp tay con lạy mị. Tại vì cái người đó họ chưa có sinh, họ chưa có sinh, không phải là mình sinh em bé rồi mà mình nói người ta chưa sinh ABCD này nọ. Nhưng mà ví dụ mình biết thì mình nói, mình không biết thì mình niết. Cái đây họ rất là phẫn nộ luôn. Tự nhiên nói mấy người ở trên tivi mỗi lần diễn cái cảnh đi đĩ đưa đĩ đau đớn la hét và níu éo níu cổ dằn vặt đau đớn này kia là họ diễn ở trên tivi thôi, chứ ở ngoài đời không có như vậy. Ở ngoài đời đi đĩ với không có ai mà la hét đau đớn quằn quại này kia nghi nọ nói vậy. Ủa chứ đĩ mấy lần rồi, đi đĩ chưa mà biết đĩ rách héo rách lờ luôn mà nghĩ sao kêu không đau, không hiểu hiểu não. Đi đĩ hồi nào giờ Kiều thấy trên tivi rồi mà Kiều cũng đã xem rất là nhiều chương trình talk show kể chuyện đi đĩ, rất là nhiều người, ai đa số là 9 trên 10 là đều la hét sầm đau đớn quằn quại trong cái lúc là thời gian mình đang chuyển dạ, mình chuẩn bị đĩ. Chỉ có một hai người hay là một phần trên cái số ít là họ không thôi, chứ còn ngoài ra là ai cũng vậy, ai cũng vậy, ai cũng vậy, đau đớn quằn quại hết là người chứ đâu phải cỏ cây đâu mà biết đâu bạn. Mà nói đó là chỉ trên tivi nó diễn vậy thôi, chứ ngoài đời không có ai đau đớn, không có ai la hét gì trơn trọi. Con chắp tay con lạy mị lần thứ hai, con lạy mị. Cái câu nói đó nghe xong mình không biết trả lời sao luôn, không biết phải nói gì luôn. Lúc đó Kiều mới đẻ được 2 tuần, Kiều đẻ chủ nhật, chủ nhật tuần Kiều đẻ chủ nhật xong tuần là xong cái chủ nhật Kiều đi đẻ xong tới chủ nhật là cái về dưỡng qua thăm. Em bé đẻ được 1 tuần rồi về dưỡng qua thăm, cái đẻ được 2 tuần là có người qua thăm nữa, nên Kiều nhớ nhớ như in trong đầu. Bảo vậy thiệt không biết nói sao luôn, xong mình giận hờn vu vơ ngày kia các kiểu thôi, kiểu mệt quá, rất là mệt mỏi luôn thật sự. Rồi xong thì đây cũng là một cái sự chia sẻ của Kiều về câu chuyện đi đĩ ở Mỹ. Các bạn đã lắng nghe Kiều chia sẻ, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Hãy nhớ cho Kiều một nút like, đăng ký và nhớ nhấn chuông tin 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 để khi có những cái video mới tiếp theo các bạn sẽ dễ dàng nhận hơn. Còn bây giờ thì chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, một năm mới phát tài, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và tài lộc nha. Bye bye.